lời của chúng con. Lạy Chúa, đã đến lúc mà Agatha đã từ giả căn nhà này, bỏ lại bao người thân đang đau khổ. Xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh chiều mến của bà. Xin đừng để chúng con như những người ngậm đắng nuốt cay vì sự mất mát, hay như những kẻ chỉ tiếc nuối chuyện xa xưa. Nhưng xin cho chúng con tràn trề hy vọng sẽ được vào nước trời, là nơi Chúa Kitô mọi người chung con. Chúng con cầu xin Chúa Kitô. Amen. Kính thưa quý vị, đây là một hoàn cảnh rất là thương tâm. Không có nơi để mà tổ chức lễ tang, phải để ngoài đường như thế này. Bác là mẹ chị hả? Dạ, thì cũng có nhiều người thấy rất là thương tâm, là không biết sao mà mình nhà cửa sao mà khi mà bác mất không có nơi để mà mình tổ chức cái hậu sự cho nó chu toàn vậy thưa chị. Mẹ thì đi lượm ve chai, đến tối mẹ ghé quán nước ở chỗ Sơn Hà, mẹ uống nước. Rồi người ta nghĩ là mẹ mệt, mẹ nghỉ thôi. Ai ngờ chút người ta ra ta phát giác là mẹ chết ngồi rồi. Nhưng mà có mướn nhà, ngày trả tiền phải không? Nhưng mà bà chủ nhà không có cho đem vô nhà, nên giờ phải dựng sạp người ở ngoài. Dạ thưa bà, năm nay bao nhiêu tuổi vậy thưa chị? 62 tuổi. 62. Thì bà mất ngày nào vậy chị? Mất ngay ngày 21 luôn. 21. Nay 22 là đưa bà đi. Mới có ngày trước ngày sau dạ, hả chị? Tại dạ. Vì mình dựng chỗ của người ta buôn bán, mình phải trả lại cho người ta. Dạ. Bà được bao nhiêu người con, và bà 60 mấy tuổi cũng già yếu rồi mà còn đi lượm ve chai, thì công việc hàng ngày của bà như thế nào vậy chị? Thì cũng đi lượm ve chai rồi vậy thôi, chứ không có công việc là lượm ve chai hàng ngày để sống thôi. Dạ, chỉ có hai người con đây với lại thằng em nữa. Dạ. Nhưng mà em nó cũng khó khăn lắm, nó cũng ở xa vậy. Dạ. Rồi bà lượm ve chai là buổi trưa nắng luôn ha, hay là không, chiều mát mà mới đi, nên lượm đến 3-4 giờ sáng mà mới về. Ủa, đi suốt đêm vậy hả? Dạ. Rồi khi mà cái xảy ra cái sự cố mà bà mất là khoảng mấy giờ chị? Người ta phát giác bà là khoảng 2 giờ, là 2 bà giờ ngồi sáng. Bà uống nước. Hai giờ sáng. 2 giờ sáng ngày 21. Ồ, bà ngồi ở quán nước. Dạ. Rồi bà mất luôn. Mất rồi. Rồi sau đó chị nhận được tin hả? Dạ. Nhận được tin rồi như thế nào nữa, rồi hòm gương rồi tổ chức đám tang này nọ là chi phí ở đâu vậy thưa chị? Là cha cho, cha đi làm phép rồi cha cho, bên cha rồi cho hết. Dạ. Tại nghèo không có khả năng nên cha cho. Dạ. Nhà mình ở dưới quê có nhà không chị? Không. Dạ em hiểu rồi. Với lại cho em hỏi một xíu nữa để coi mọi người có ai giúp được hay không, thì em không tin là hiện nay thì bây giờ là đưa bà đi thiêu, rồi sau đó thì những cái chi phí này là ai sẽ lo hết vậy chị? Cha lo. Cha nhà thờ. Dạ vâng. Đạo lo. Dạ vâng. Dạ. Mà cái điều mà nhìn xót xa nhất là mình không có được cái một cái chỗ nào ở trong nhà để mà đưa bà vào luôn, đúng không chị? Có. Tại có cái nhà mướn, bây giờ lúc đem hòm thì không có được, nhưng mà khi chết rồi thì các bạn có thể có đem bằng vong rồi vô để cho bà thiêu xong rồi đem bằng. À, cho cốt đem về ha. Bây giờ đến cũng đến giờ đi đưa bà đi ăn táng rồi. Dạ. Dạ. Thôi em xin chia sẻ với hoàn cảnh gia đình mình nha chị. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Thưa quý vị, đây là hoàn cảnh của một gia đình rất là đáng thương. Bà cụ trên bước đường đi nhặt ve chai, thì giữa đêm khuya thì bà đã gục ngã và bà qua đời ngay một cái quán nước ven đường. Lúc 2 giờ sáng mà không được ai phát hiện kịp thời. Nếu như mà phát hiện kịp thời thì chắc là bà cũng sẽ được cứu sống quý vị ạ. Thế nhưng mà thật sự đau lòng là tuổi già sức yếu, mất ngay quán nước và không được ai nhìn thấy cả. Thì khi mà sáng ra mọi người thấy thì bà đã không qua khỏi. Trên bước đường đi nhặt ve chai thì bà đã mất. Và ngày hôm nay khi mà đã mất rồi, bà cũng không có được một cái nơi để mà lo hậu sự một cách đầy đủ, khi mà phải đem ra giữa ngoài sân như thế này nè. Đây là những hình ảnh mà Lê Thiện sẽ cho quý vị nhìn thấy ha. Bà phải dựng một cái chòi để mà tổ chức tang lễ cho bà trong cái sự hiu quạnh. Và Lê Thiện được biết rằng toàn bộ những cái chi phí như thế này thì đều được Đức cha nhà thờ đã lo cho gia đình. Đây là những hình ảnh rất là thương tâm.
là mất luôn á hả chị? Thường thì bà có ăn uống đầy đủ không chị? Dạ dạ được. Trời mấy ngày bữa mưa á, dầm mưa bụng. Ờ. Bà có ăn mỗi xe thì có hai xe đưa đâu. Thế là bà thì hàng ngày đi lụm dê chai. Lụm dê chai. Để nuôi cái đàn cháu này. Để nuôi đàn cháu này. Nhà bà già bà cũng không chơi sao bà bị trúng gió mưa, mưa gió. Giữ cho nên để mát chị dạ. Trúng gió mưa giờ xong là đó. Uống về cái sao bà chết luôn mà. Lúc đó khoảng mấy giờ thưa chị? Cỡ 1 giờ mấy. 1 giờ mấy khuya. 1 giờ mấy khuya. Dạ. Thường là bà đi nhặt khuya không hả chị? Nhặt khuya về, khi bà về sớm, khi bà về trễ. Rồi cái bữa đó mình phát hiện sao chị? Tại vì con nhỏ kia nó là bà lơ bám như là bà mới ngồi hoài, khi hoài cũng vậy. Coi cháu rể bà mới lên là nói bà chết rồi, em mới chạy lên. Chạy lên mới coi là bà chết rồi, thì trong em đang tìm ra. Rồi xong rồi ngồi uống cà phê giữa đường, ngồi cái bố này chết luôn á. Ở đâu gần đây? Bến xe 8. Bến xe 8. Chỗ ngay... ngay quốc lộ 50 luôn hả chị? Chỗ ngay gì... xe 8 ngay anh chị. Rồi chết đó đó. Rồi con cháu không biết xuống nhà địa chỉ, em chạy vòng 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 có biết xuống nhà. Cũng khổ mấy đứa này. Ngày ngày mới lụm dây chai mới nuôi mấy chục ngàn à. Gia đình cũng khó khăn là muốn chủ nhà cứ vô làm đám đó để về đây. Để ngoài đây. Như giờ kêu gọi thằng này một chút. Cha không mẹ nữa. Mấy đứa nhỏ này. Ừ. Tổng cộng bao nhiêu đứa thì? 3-4 đứa nữa nè. Rồi bây giờ mà bà mất rồi là chắc tụi nó cũng khổ lắm. Khổ. Có nhỏ này thì bán ngày ngày trời cũng như dê bị bà có bả thì bả giữ nhỏ nhóc nhỏ này nuôi. Giờ bà chết thì đâu có ai nuôi nữa này. Ban ngày bà nhà bà giữ mấy đứa nhỏ. Cho mấy đứa cháu nó đi bán vé số rồi bán. Còn khi chiều mấy đứa đi lụm cha về á thì là bà mới đi hả cực ghê. Mẹ là sao chị? Có nghĩa là cũng là ruột thịt của bà không? Cũng là ruột thịt, thân thân đấy không? Như bà thấy là bà nuôi về nuôi gì đó. Nhưng mà bà rồi không có nhà hả chị? Không. Chỉ có nhà ở chợ thôi. Nhà chợ bà bên quận 3. Dạ. Rồi bà sao? Bà bên quận 3 đó, bà mướn nhà bên đây. Bà đi lộn chị em nữa. Đi lộn chị em nữa. Chị em, chị em có về đám ma có về không? Không, nhưng mà chị em buồn có đám tang có về không? Chính vừa mới chết rồi. Vậy nhà quận 3 giờ sao chị? Cô chắc ở. Dạ. Đau lòng quá chứ gì, đám tang mà không có được cái nhà nữa. Phải đem ra quầy đường như thế này nè. Đó, dựng cái máy lên để mà tổ chức cái tang lễ. Tất cả đều được sự giúp đỡ của mọi người thôi, cộng đồng thôi. Đây là cháu ngoại của bà cũng bị câm lấy chồng, cũng bị khuyết tật cái chân và có những cái đứa nhỏ nữa.
đây là cháu ngoại của bà cũng bị câm lấy chồng, cũng bị khuyết tật cái chân và có những cái đứa nhỏ nữa. Nhà đây chị. Nhà này để chị. Em mới ơi. Đâu ơi? Hai.